Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay mình có làm món bún thịt xào nên mình chia sẻ cho cả nhà cùng tham khảo nha. Bữa nay mình sẽ làm món bún thịt xào gồm có thịt. Thịt này mình đã sơ chế, mình xắt ra mỏng mỏng rồi đó. Giá tả thì mình chưa bằm, hồi mình sẽ bằm. Dưa leo, rau sống, cái này là rau diếp cá, rau húng nhủi, quế. Tại vì rau sống này chỉ có một mình ăn thôi nên mình ra ở đằng sau nhà mình á, mình chỉ cắt vô mấy đọt về ăn thôi, đủ ăn là được rồi. Bún mình sẽ đi luộc bún. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt thôi, sẽ để vô một miếng dầu hào, hắc xì dầu, một miếng hạt nêm, một miếng muối, một chút xíu đường, một chút xíu nước mắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều. Một hồi mình băm tỏi, băm sả, sau đó mình sẽ ướp vô một ít. Rồi mình trộn đều xong rồi mình sẽ để đây mình ướp nửa tiếng đồng hồ. Mình đã băm xong nè, sả nè, tỏi nè. Bây giờ mình sẽ trộn đều. Mình chỉ để vô một ít thôi chứ mình không có để nhiều. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào thịt. Cho vô một ít mỡ. Mình xài dầu mình cứ nói mỡ hoài, tạ tâm. Một ít tỏi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào đến khi sả với tỏi vàng thơm lại. Sả với tỏi mình nó bắt đầu vàng rồi nè, bắt đầu thơm rồi đó. Nên mình sẽ để thịt vô xào. Mình sẽ dặn lại nước lửa vừa vừa mình sẽ xào. Mình xào thịt này là mình sẽ không đổ nước nha. Mình xào một hơi là thịt mình nó ra nước. Dặn lửa nhỏ nhỏ đó, mình sẽ xào từ từ đến khi mà thịt nó khô rồi. Bún thịt xào này nè, mình lên mạng mình coi nhiều người ta dạy, nhiều người thì người ta sẽ xào trắng, xào không không có để nước màu, nhìn cái miếng thịt nó trắng trắng dần như đó. Nhiều người chỉ thì mình thắng nước màu mình để vô. Còn cái này mình không được xiên nên mình không có thắng nước màu, mình sẽ để hắc xì dầu. Mình sẽ để hắc xì dầu vô là nó phải màu nó như vậy rồi. Bữa nay mình không được xiên nên mình chỉ để hắc xì dầu vô thôi. Thịt mình xào một hơi cái nó có ra nước vậy nè. Bây giờ mình cứ có việc mình xào hoài như vậy, xào đến khi mà nó khô nước thì thôi. Mình chỉ xào như vậy thôi. Nhầm người ta có để hành tây vô nữa nhưng mà nhà mình hết hành tây rồi. Với lại con mình á, nó cũng không ăn hành tây nên mình cũng lười đi mua luôn. Nhà mình còn gì là mình sẽ xài cái đấy. Tại vì tuần này á, mình không có đi chợ, tới qua tuần sau mình mới đi chợ nên nhà nhà còn gì thì mình sẽ xài cái đấy, xài cho nó hết sau đó mình sẽ đi mua cái mới. Quay lại với cái chảo thịt của mình xào một hồi thế là nó cũng chín rồi, thơm nước hộp thơm lắm. Nhìn cái chảo thịt mình giống như thịt kho quá. Tại vì mình để cái hắc xì dầu vô nên nó bị đen giống như thịt kho. Nếu như mình xuyên mình thắng nước màu á, cái màu nó sẽ đẹp, nó sẽ ngon. Màu nó sẽ đẹp, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn tím thì phải chịu thôi. Nhưng mà ngon nha. Cái chảo thịt mình á, hồi nãy mình nêm như vậy á, là nó vừa ăn rồi đó nên mình không cần phải nêm thêm. Bây giờ nó cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ múc ra trong dĩa và một hồi thưởng thức thôi. Một món đơn sơ buổi trưa cho mấy món con của mình.
Buổi trưa đơn sơ của mấy má con mình đây, cũng thịt xào giống như cái dĩa thịt kho. Buổi trưa của mình đã chuẩn bị xong rồi đây, bún thịt xào gồm có rau sống, dưa leo, nước mắm, giá, đậu phộng, bún. Còn đây là thịt xào giống như dĩa thịt kho. Bây giờ mình sẽ làm một dĩa bún ăn, giá, rau sống mình đã cắt xong hết rồi, dưa leo, bún. Nhà đậu bún vậy tối ăn bún. Tiếp tế là để thịt lên. Thịt này mình xào với ăn ngon lắm nha. Vừa ăn con mình đứa nào nó ăn đứa nào cũng khen ngon hết. Bây giờ mình sẽ để lên một ít đậu phộng nữa. Wow, thấy ngon cả nhà. Đây là chén nước mắm, mình sẽ chan nước mắm lên. Hấp dẫn quá. Bây giờ mình sẽ trộn lên. À, thấy ngon quá. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Xong rồi, mình ăn bún thịt nướng, ăn kèm là một dĩa xoài. Cái xoài, cái loại này ngon lắm, chua chua ngọt ngọt giòn Hello, xin chào cả nhà. Mời cả nhà ăn bún thịt nướng với mình nha. Buổi trưa nay mấy má con mình sẽ ăn bún thịt nướng trừ cơm. Nhà đạo bún hay cả nhà ơi, ăn bún tối ngày à. Ăn hoài không ngán. Ăn bún mấy đứa con mình á, nó ăn xong hết rồi đó, ăn đứa nào cũng hay ngon hết. Bún thịt nướng thì nè mình không cần làm nước mắm hả, mình ăn làm nước tương mình ăn cũng ngon nữa. Tại vì con nhỏ gái nhỏ mình với cái thằng con trai mình á, là nó không thích ăn nước mắm. Nước mắm trong á, thì chấm đồ ăn á, chấm giống như thịt luộc đồ này kia thì nó phải ăn. Chan vô bún ăn gì là nó không thích ăn, nó chỉ ăn nước tương thôi. Nên hồi nãy mình chan nước tương cho nó, cái mình ăn thử á, mình ăn thấy nó ngon. Mình xào gì mình ăn với nước tương cũng ok lắm, cũng ngon. Đây, mình bắt đầu ăn đây, mời cả nhà ăn với mình nha. Ngon. Mình để cái giá sống như nè, mình ăn ăn cái giá nó giòn 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 nó ngon. Ăn rau sống thì nó thơm thơm, ăn vô đậu phộng thì nó béo béo, nó thơm thơm lắm. Lâu dữ lắm mình mới ăn lại món này nè. Mình chở con mình đi học về là bắt đầu mình tắm cho nó, tắm rửa xong mình cho nó ăn hết, cho nó ăn no hết, rồi mình chở con nhỏ cái út mình đi học xong rồi giờ mình mới ăn. Chở cho nó đi học cái về cái mình ngồi mình ăn từ từ thưởng thức để hơi
chưa có chở nó đi học, mới giờ ngồi ăn chút xíu cái tới giờ đưa rồi, là ăn gấp 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 đưa rồi. Rồi chưa được thưởng thức gì hết là tới giờ. Ngon quá. Thịt ốp vừa ăn. Mình nên mình nấu ăn nhiều quá cái quen này, nhiều khi mình ốp thịt kho ha. Thịt kho, thịt xào là mình ốp là mình khỏi cần nêm lắm. Canh cái để vô, canh để vô là vừa ăn. Nấu cái quen. Mình canh hồn ăn uống tối ngày là suy nghĩ ăn này ăn kia hoài. Mấy người trên quê chồng mà nói á, mẹ mẹ tối ngày tâm hồn ăn uống nên nấu đồ ăn đồ này kia nhiều cho con ăn, nên đứa nào nó biết u nào u nù hết. Con nuôi mẹ thì ốm nhom nhách như cái tre khô vậy. Mình sao cũng được, con mình nó được uống nào cũng nuôi mạnh khỏe, mạnh giỏi mạnh khỏe là được vui rồi. Hồi lúc mà mình xào thịt đó, mới đầu là mình suy nghĩ là mình xào mình không có để hết xì dầu, mà coi mấy cái clip người ta dạy nấu ăn á, coi tới coi lui, coi tới coi lui mấy clip rồi, và xong rồi mình thấy ơi giờ thôi để cái hắc xì dầu không ơi là thắng thắng nước màu, để vô cho nhìn cho nó ngon. Mình xào á, mình xào mình để cái nước màu nó hắc xì dầu vô như nè, nhìn thấy cái dĩa bún mình á trang trí lên nhìn thấy nó đẹp, nó hấp dẫn hơn. Còn giống như không để vô cái nhìn thấy nó sẽ ngắt. Mình tính làm bánh nước nữa đó, mà chưa làm đó, mua đồ xong hết rồi đó. Bánh nước cho bánh bánh cuốn nóng. Lâu quá rồi không có làm nữa ăn. Ngon quá. Lấy giá soạn rồi nhiều dùng nó chưa vừa. Rồi ba cái nó bên nó có gì cơ nó ba à? Đã cái gì vừa bao nhiêu này? Quay quay mẹ nó có sau thi à? Đi chơi thì là mạnh cơ. Thôi mình lấy nước mình uống cái. Ăn xong rồi phải uống cái nước giải khát rồi mới ăn trái cây vô. Tính ăn trái cây luôn mà thấy khát nước quá. Là khác sao? Ăn ngay nước dừa, mình chặt xong cái mình vô trong hũ này. Vô trong cái này chắc kêu bằng cái hũ đó, không biết kêu bằng gì nữa, không phải cái ly mà không phải cũng không phải cái chai luôn. Mình chặt dừa xong cái mình để vô đây nè. Cái để dành uống. Đây là muối Tây Ninh nè.
Cái dĩa nhỏ dơ hết rồi nên mình lấy dĩa bự luôn. Bây giờ mình sẽ ăn xoài. Mời cả nhà ăn xoài với mình nha. Cái này ngon, chua chua ngọt ngọt. Mình tính ăn xong cái mình đi siêu thị mua vài ký, mai mốt về quê đem cho nhỏ em mình ha. Hồi đó giờ mà mình thích ăn xài sống, không thích ăn xài chín. Nhỏ cái ốc mình nó cũng giống thịt mình, phải ăn xài sống. Còn thằng trai mình á, thằng trai mình á thì nó phải ăn mềm mềm. Nhỏ con nhỏ mình với cái thằng ô giữa mình á, nó giống như chuột với mèo á, hai đứa nó đụng tới là nó cãi lộn á. Cái này sẽ có dầu tiêu cho anh. Cứ Cái này cho anh ba chị cảm. Khoan thì nó có nè. Tô màu ba cái tập của nó tô lại tô màu nước á, mà không biết nó làm sao mặt mày nó màu. Ăn hết nửa trái xài luôn à, dĩa bốn nửa trái xài. Còn nửa trái này là hồi nhỏ gái nhỏ mình nó về là nó lụm hết. Cho Ê, mẹ Khanh ơi. cho mẹ cho mẹ cho Khanh ơi. Chồng mình chẳng hỏi cho cơ. Mình chồng mình chỉ thích ăn chơi. Nó khăn ra sổ môi đi xưa. Nè cái thằng cha mình mới làm. Sớm giờ tô màu cái gì con quay men nó cao 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 thì tha cam đi sao Giá phi rồi. hả? Giá một phút nữa phi rồi. Mỹ hồ à, đi phân nè, nãy để thi phân kỳ tha cam kìa, bu dung sai tha dạng vô bu dung si phong rồi ta, bu dung cao phương sang si phong con cao cao si phong là cái gì nào mình kêu nó kiếm chỗ nào á để cho nó khô, cứ đem ra ngoài nắng phơi nó màu khô, nó nên đem ra ngoài nắng thì gió bay mất tiêu rồi sao, rồi nó đòi bắt mấy quạt đưa gì này để cho nó màu khô. Thôi mình cũng đã ăn xong rồi, no rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình nha. Để ủng hộ kênh của mình, cả nhà cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để mình có tinh thần ra nhiều nhiều video cho cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà. Gặp lại cả nhà vào video sau. Bye.